Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-sen, vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy. Còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Những người ngồi trên tòa Môi-sen được gọi là các luật sĩ, các biệt phái, tức là những người có quyền giảng dạy. Họ giảng dạy điều gì thì các ngươi nghe họ, vì không họ không nói những điều sai. Họ giảng dạy và họ kêu gọi làm điều tốt, các ngươi nghe họ. Nhưng các ngươi đừng nhìn những việc họ làm, bởi vì họ nói mà họ không làm, hay là họ làm nhưng làm những điều có khi trái với điều họ dạy, vân vân. Trước hết, anh em chúng tôi phải là những người xem lại chính mình trước tiên, bởi chúng tôi hơn ai hết là người đứng, không phải là ngồi trên tòa Môi-sen như những luật sĩ, những biệt phái phái, thì ít ra chúng tôi cũng đứng nơi đây, đứng trên tòa giảng, nơi mà mọi người hôm nay vài trăm người tham dự thánh lễ nghe chúng tôi. Nhưng những đại lễ thì có cả ngàn người thì cũng là nghe một linh mục giảng dạy, cũng là nghe chúng tôi nói. Cho nên tôi nghĩ rằng lời Chúa hôm nay chính là lời mà anh em chúng tôi phải là những người xem lại mình trước, từ giáo hoàng, giám mục cho đến linh mục, là những người có quyền giảng dạy dân chúng. Mà coi chừng, coi chừng là người có quyền giảng dạy dân chúng rồi cuối cùng Chúa lại dạy anh chị em, Chúa lại dạy mọi người là bảo rằng nó nói cái gì thì nghe nó, nhưng mà đừng nhìn việc nó làm. Thì hóa ra chúng tôi là những người phản chứng, là những người phản với đời sống của tin mừng, là những người đi ngược lại những giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô. Tôi nghĩ rằng mùa chay anh chị em được nghe những giáo huấn rất nhiều, anh chị em được các linh mục nếu có giảng dạy cho mình từ trong thánh lễ, hoặc là trong những buổi tĩnh tâm, hay là trong tòa giải tội, được nghe các ngài hướng dẫn mình rất nhiều về lề luật của Chúa, về đời sống, về việc sống đức tin, nhất là việc cải đổi linh hồn, việc ăn năn hối lỗi trong mùa chay, vân vân, thì cũng cần có những lời Chúa như hôm nay để chính các linh mục là những người giảng dạy phải lắng nghe, phải ý thức và phải coi lại trách nhiệm, coi lại bổn phận, coi lại hành vi, coi lại lời nói và việc làm, coi lại đời sống của mình, chính chúng tôi. Dĩ nhiên đó là bổn phận mà mỗi người chúng ta phải trở về với Chúa, phải thấy mình. Còn anh chị em, một lần nữa chúng tôi có thể nói rằng là con người, có thể lúc này sai, lúc kia đúng, lúc này có thể chệch choạc trong hành động, trong lời nói, lúc khác có thể là những điều
làm cho anh chị em tâm phục khẩu phục, thì hãy nhớ những gì mang lại lợi ích đức tin, mang lại đời sống thiêng liêng cho anh chị em. Chúng ta lắng nghe, chúng ta thực hành, chúng ta sống theo. Bởi không phải chúng ta sống theo hay thực hành mang lại cái gì cho chính những người giảng dạy cho mình, mà chính là mang lại đời sống thiêng liêng, mang lại sự quý giá, nhất là mang lại ơn cứu độ, mang lại sự sống vĩnh cửu cho chính mình trong đời sống thiêng liêng bên Chúa của mình. Nó vẫn là điều lợi cho anh chị em, dẫu chúng tôi giảng dạy mà chúng tôi chưa thực hành, hoặc là chúng tôi làm ngược với đời sống của mình, thì có lẽ khi anh chị em sống theo vẫn là điều tốt cho anh chị em. Đừng nhìn chúng tôi làm, đừng nhìn chúng tôi, cái đời sống của mình, có khi chúng tôi xấu thật, có khi chúng tôi không ra gì thật. Nhưng hãy lắng nghe như Chúa Giêsu dạy, các ngươi hãy nghe nó nói. Đúng vậy, hãy nghe chúng tôi giảng dạy để anh chị em được nên tốt hơn, để anh chị em có một đời sống đức tin tốt hơn. Như vậy có hai điều trong lời Chúa hôm nay. Thứ nhất, chính người giảng dạy phải từ đây coi lại chính mình, xem lại đời sống của mình, xem lại cách hành xử của mình, nhất là xem lại xem mình có cố gắng sống cho hợp với lời mình giảng dạy không. Điều thứ hai là chính những người nghe là những người đang thụ nhận những gì lắng nghe giáo huấn từ nơi Thiên Chúa mà chúng tôi rao giảng đây, để chính anh chị em cũng sẽ là những người đổi mới, những người nên tốt và đạt tới đời sống vĩnh cửu trong ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn ban và cứu chúng ta.